Mấy đứa không phải
Thằng kia nó mê cái gì lúc nào nó cũng chăm chú vô cái điện thoại gì đó. Ok. Có, bên Hàn Quốc có đấy. Thôi tí, xa quá. Nghe được. Sau nhưng mà chết à? Nghe thế nào sẽ chết đấy. À. Kìa. Ai gì biết? Ta chứng mật mật kinh nhỉ. Nhưng mà nó sợ nhỉ. Xấu quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ vẫn đều nó đinh kinh Yến được á, tự Yến tự uống. Yến rẻ tiền. À, cái chết là giật không đắt tiền. Sinh tố à? Sinh tố là làm biến sai đó. Đúng rồi. Ngoài cái gì mà đắt tiền mà không làm, có bưng ra. Đâu có được cái gì nè, đúng không? Đâu có được con này, đúng không? Ok chưa? Con hỏi gì con đi. Con cho giữ gì? Đi chăng vậy đó. Đi chăng vậy đó. Ở đây đi đường này đi đi chỗ đi đường mấy cái
Không phải là mình uống mình thấy cảm thấy vừa chừng, mình còn con đường vừa thôi. Quán anh làm cái sáng cái này, rồi trời trời quán
mới vừa làm cái quán mới quen đó. Cái bữa mà làm xong cái quán á, thì nãy có bạn à, là thằng đến mình ngồi chỗ này. Thôi giờ anh thấy mình hà đi làm cái quán mình tìm bạn bây giờ nó nói rồi. Bây giờ anh em mình em làm nữa, làm cho nó bạn nó tích niên đi. Có gì nữa? Tới ngày xong gọi anh này thì giờ em bỏ 500 đi, còn bao nhiêu anh bỏ? Vậy là ngon quá đi nữa, chứ tăng nhiều quá. Rồi em bỏ 300 đi. Không phải làm nhà mà chỉ ra đi của hải sản nha. Khai trương là tao đi cúng mà về cái này là cái trương nói gì nó chủ yếu là để cho nó thích niên nha. Bậy đi. Em điện hồi nãy rồi. Nó xong. Giờ đây em nó phải 5 giờ anh làm rồi. Bây giờ sao đi? 3 giờ. Cứ cứ ngoài điện lại nữa có nó có anh ngồi đây nè. 3 giờ đi nắng chết đi được. Em đang tính thì gọi